Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC. Kính thưa quý vị, người đứng đầu Bolivia đã đặt mục tiêu xuất cạn lá coca nếu như việc giải mật ma túy thành công. Tổng thống Bolivia Luis Arce đã sử dụng ngày lễ hội gọi là Acolico hàng năm vào ngày thứ Năm kêu gọi quốc tế phi hạt nhân hóa lá coca để chúng có thể thương mại hóa. Lễ hội Acolico được thành lập trong nghị định quốc gia năm 2016 tôn vinh truyền thống hàng thế kỷ nhai lá coca cho những mục đích sử dụng, từ việc đối phó với chứng say độ cao cho tới một dạng thuốc hay chất kích thích nhẹ. Coca là thành phần chính của cocaine đã bị tuyên bố là chất ma túy bất hợp pháp trong Công ước chung của Liên Hiệp Quốc về ma túy vào năm 1961, cùng với cocaine, heroin, thuốc phiện và morphine và một loạt những loại thuốc hóa học. Tháng 1 năm 2023, Arce cho biết chính phủ của ông sẽ thúc đẩy loại bỏ lá coca ra khỏi danh sách sau khi người tiền nhiệm là Evo Morales hợp pháp hóa coca trên toàn quốc. Rachida Dati được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa mới của Pháp. Sechou trở thành Bộ trưởng Ngoại giao. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời cựu Bộ trưởng Nicolas Sarkozy Rachida Dati tham gia chính phủ mới của ông. Một động thái bất ngờ sẽ làm suy yếu thêm các đối thủ bảo thủ của ông và báo hiệu mong muốn mang lại kinh nghiệm chính trị cho nội các của mình. Dati, một cựu bộ trưởng tư pháp có tiếng nói và được biết đến rất nhiều ở Pháp, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng văn hóa trong chính phủ mới. Chính phủ này cũng đã xác nhận các ứng cử viên nặng ký như Brunello Murray và Jérôme Damarin cho các danh mục tài chính và nội vụ. Bằng cách lôi kéo một tên tuổi lớn từ hàng ngũ bảo thủ, Macron đã thoát khỏi xu hướng trước đây là đưa các nhà trị vì vào vai trò nội các và cho thấy Tổng thống đang chuẩn bị cho cuộc chiến chính trị trước cuộc bầu cử Quốc hội Âu Châu vào tháng 6. Chính phủ của ông giờ đây thậm chí còn nghiêng về cánh hữu rõ ràng hơn. Trong một dấu hiệu khác là ông muốn đối đầu với một phe cực hữu đang trỗi dậy trong cuộc bầu cử chỉ còn 5 tháng nữa. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang tìm kiếm những tiến bộ về mặt chiến thuật trước nỗ lực tái tranh cử của ông Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày thứ Năm cho biết kế hoạch của Nga trên chiến trường là đạt được những tiến bộ về mặt chiến thuật trước khi ông Putin tái tranh cử vào tháng 3 và sau đó sẽ thực hiện hành động quân sự trên quy mô lớn. Phát biểu với phóng viên tại thủ đô Riga của Latvia trong chuyến công du rộng hơn tới khu vực tại Baltic, ông Zelensky cho biết tình hình mặt trận rất phức tạp và Ukraine thiếu vũ khí. Trong chuyến đi tới Lithuania, Latvia và Estonia, một số quốc gia ủng hộ Kiev trung thành nhất trong Liên minh Âu Châu và Liên minh quân sự NATO, Zelensky hy vọng sẽ đẩy lùi sự mệt mỏi giữa các đồng minh phương Tây, bảo đảm nhiều viện trợ tài chính và quân sự, thảo luận về nỗ lực gia nhập khối NATO và Liên minh Âu Châu của Kiev. Ba quốc gia vùng Baltic là những nước phương Tây đầu tiên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine trong những tuần trước cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Ba di dân Việt bị phát hiện trong thùng xe đông lạnh ở Ireland. Cảnh sát quốc gia Ireland tức JERA bắt đầu tiến hành điều tra về buôn người sau khi 14 di dân không giấy tờ bị phát hiện ra trong một xe container đông lạnh trên chiếc phà vừa cập cảng Rosslare vào sáng ngày 8 tháng 1. Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam ở Anh cho biết họ được cảnh sát ở tại sở tại thông báo có 3 người được nghi là công dân Việt trong số những người này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh danh tính. Theo ghi nhận của Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam vào hôm ngày 11 tháng 1, Đại sứ quán đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Ireland cũng như cảnh sát Dublin đề nghị cung cấp thông tin cũng như để bảo đảm các di dân lậu này phải được đối xử nhân đạo và đúng với pháp luật. Những di dân này, theo tường trình của Irish Times, đã phải khoét một lỗ ở bên trong container khi họ gần cạn không khí để thở. Bà Trương Mỹ Lan ra tòa sau Tết, gần 6 tấn tài liệu được bảo vệ. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phải ra tòa ngay sau Tết Nguyên đán tới đây cùng với 85 bị cáo khác trong vụ án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam liên quan tới rút ruột ngân hàng SCB. Theo thông báo từ Tòa án thành phố Sài Gòn được báo chí dẫn lại, bà Lan là nghi phạm chính trong vụ án này đã bị Viện Kiểm sát truy tố 3 tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng và tham nhũng tài sản với khung hình phạt lên tới tử hình. Bà bị bắt vào đầu tháng 10, 2 năm trước và bị tạm giam để điều tra từ đó tới nay. Ngoài ra, nữ chủ tịch đây còn bị truy tố với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới việc phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt trên 1 tỷ Mỹ Kim của hàng chục ngàn nạn nhân trên khắp cả nước. Tuy nhiên, vụ án này được tách ra để điều tra riêng và sẽ được xét xử riêng.
chánh tòa hình sự thuộc Tòa Nhân dân Sài Gòn, thẩm phán là Phạm Lương Toản đã được chỉ định làm quan tòa xét xử vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này. Hiện nay tòa đang gấp rút chuẩn bị nhân sự và an ninh cho phiên tòa. Được theo lời của ông Phạm Ngọc Duy, tức là chánh văn phòng tòa án này, chia sẻ. Bảo tàng Madrid hoan nghênh phán quyết của tòa án về bức tranh Picasso bị Đức Quốc xã cướp phá. Giám đốc một bảo tàng Tây Ban Nha vào hôm ngày 10 tháng 1 đã bảo vệ quyết định của tòa án Hoa Kỳ cho phép bảo tồn một bức tranh mà Đức Quốc xã đã cướp bóc từ một phụ nữ Do Thái, nói rằng mặc dù lịch sử của nó là đáng tiếc, nhưng tác phẩm nghệ thuật đã được mua một cách minh bạch. Phán quyết của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ vào hôm 9 tháng 1 là một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất của Đức Quốc xã, bắt đầu vào năm 2005 sau khi những người thừa kế của người phụ nữ là Lily Noble theo đuổi yêu cầu quyền sở hữu. Bức tranh của họa sĩ trường phái ấn tượng người Pháp Camille Picasso có tên là Roussin Horner Après-Midi mô tả khung cảnh đường phố Paris. Nó bị đánh cắp vào năm 1939 từ Noble, người buộc phải bán nó với giá 900 Reichsmark tương đương với 360 Mỹ Kim để có được thị thực và chạy trốn khỏi Đức Quốc xã. Cô ấy chưa bao giờ được trả tiền. Kính thưa quý vị, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC cùng với phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tri ân quý khách hàng, xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717. Quý vị cũng có thể dễ dàng shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị một buổi chiều vô lượng an lạc.